Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bùng phát viêm phổi Vũ Hán đợt 2, cách ly hàng nghìn bác sĩ, bệnh viện nguy cơ trống rỗng. Việt Nam đang đương đầu với đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với cường độ được cho là khá mạnh ở cộng đồng và trong các tuyến đầu của ngành y tế là các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành cũng bị lây nhiễm tràn lan. Trong lúc nhà chức trách dự kiến đợt tái bùng phát có thể đạt đỉnh trong vòng 10 ngày, thì con số các ca lây nhiễm và tử vong có thể tiếp tục tăng thêm rất lớn. Đồng thời cũng đang xuất hiện những quan ngại về việc liệu Việt Nam có thể đồng thời giải quyết được các vấn đề hệ lụy do đợt bùng phát mới này gây ra hay không. Bộ Y tế Việt Nam vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020 đã công bố thêm 2 người nhiễm viêm phổi Vũ Hán thứ 12 và 13 tử vong. Điểm đáng chú ý là cả hai người này đều trẻ tuổi so với số 11 trường hợp tử vong trước đó. Đây là hình ảnh nhiều bệnh nhân chuyển đến bệnh viện và diễn biến hết sức nặng tại Đà Nẵng. Trong ảnh là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh đã cùng ekip bác sĩ tinh nhuệ đến từ bệnh viện Chợ Giấy do Bộ Y tế điều động tiếp viện đồng nghiệp ở điểm nóng Đà Nẵng ngay từ khi xác định ca mắc viêm phổi Vũ Hán đầu tiên trong cộng đồng tại đây. 11 trường hợp tử vong kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đều là những người cao tuổi, có bệnh nền, độ tuổi từ 53 cho đến 86. Theo đó, nữ bệnh nhân số 430 năm nay 33 tuổi tử vong vào rạng sáng ngày 10 tháng 8 và chuẩn đoán tử vong viêm phổi nặng do viêm phổi Vũ Hán, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc trên toàn thân, suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp. Một người khác là nữ bệnh nhân số 737 năm nay 47 tuổi tử vong vào 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày. Chuẩn đoán tử vong do viêm phổi Vũ Hán, nhồi máu cơ tim, suy thận mãn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ. Vào hôm 9 tháng 8, Việt Nam cũng ghi nhận có thêm 29 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có nhiều ca F1. Việt Nam đã có tổng cộng 841 ca dương tính và con số này tăng lên mỗi ngày. Vào hôm 6 tháng 8, một số nhà quan sát thời sự từ trong và ngoài Việt Nam đã chia sẻ với đài tiếng nói BBC tại London cảm nhận và đánh giá của mình, mà trước tiên về khía cạnh cảm nhận về tác động tâm lý xã hội từ cộng đồng. Đó là lo lắng hơn đợt 1. Giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, nhà nghiên cứu giảng viên Đại học từ Hà Nội đã nói như sau. Truyền thông cả chính thống và phi chính thống thời gian qua ở Việt Nam đã quá lạc quan nên dư luận khá sốc khi đợt viêm phổi Vũ Hán mới xảy ra. Nếu trong đợt đầu dư luận khá nhanh chóng được trấn an thì sự mất khống chế trong đợt 2 đã làm dư luận hoang mang, lo lắng hơn đợt 1 rất nhiều. Đây là hình ảnh vào ngày 10 tháng 8, y bác sĩ khoa ung bướu Bệnh viện Đồng Nai đã vui mừng nhận lệnh dỡ bỏ cách ly sau 14 ngày. Nhà báo tự do Song Chi, cựu đạo diễn truyền hình từ Leeds, Anh Quốc đã nói: "Tôi cho là có khác biệt giữa đợt 1 xuất hiện viêm phổi Vũ Hán và đợt tái bùng phát. Đợt 2 này mọi người sẽ có phần lo lắng hơn vì đợt trước Việt Nam không có ai tử vong. Nay thì đã có 10 người tính tới ngày 6 tháng 8. Đồng thời, con số người bị nhiễm tăng lên khá nhanh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và một số bác sĩ, chuyên gia cũng dự báo sẽ có thêm nhiều người tử vong nữa do tuổi cao, có sẵn tình trạng bệnh lý nền và rất nhiều vấn đề khác." Một số quan chức Việt Nam cũng thẳng thắn cho rằng kỳ này dập dịch sẽ khó hơn vì trước đây chủ yếu là từ bên ngoài và còn bây giờ, ngay cả người bên ngoài lẫn bên trong nước, lịch trình đi lại phức tạp, khó truy dấu vết hơn rất nhiều. Và lần này thì Việt Nam lại không muốn đóng cửa hoàn toàn như lần trước nữa, vì bài toán kinh tế. Cũng khá đáng tiếc là lần trước Việt Nam đã kiểm soát dịch, chống dịch khá tốt so với một số quốc gia, nhưng lại để cho bùng phát trở lại. Có lẽ một phần do chủ quan, mở cửa hoàn toàn trở lại sớm hơn mà không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cẩn thận, không phải chỉ trong người dân mà còn trong mọi cửa hàng, dịch vụ, quán xá hay nhà hàng. Ví dụ như ở Anh, ý thức về sức khỏe và an toàn trong mọi môi trường lao động, ngành nghề, công sở đã được tạo thành nếp, thành thói quen và thành thông lệ rõ ràng, cẩn thận, nên khi phải tuân thủ để phòng ngừa dịch thì họ cứ thế mà tiến hành. Còn ở Việt Nam, chuyện đó còn khá là thờ ơ và chưa có luật pháp để phạt. Rồi thì số người đến Việt Nam, đặc biệt là gần đây, hiện tượng nhiều người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Số người Việt Nam đi lao động xuất khẩu trở về từ những vùng dịch, ví dụ như 219 người trở về từ Guinea, Xích Đạo, trong đó đã có 129 người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, cộng thêm bị đồng nhiễm, sốt rét, bị tổn thương nhiều tạng nên dịch lại bùng phát trở lại. Đây là hình ảnh chuyến bay của Vietnam Airlines chở 219 công nhân Việt Nam trở về từ Guinea, Xích Đạo ngày 29 tháng 7.
Phó giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà phân tích chính sách công Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói, thành phố Đà Nẵng, cụ thể là các bệnh viện địa phương là nơi bùng phát đợt dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần 2. Đặc điểm của đợt này, theo quan sát của tôi là lây nhiễm cộng đồng, không xác định được F0. Chủng virus lần này biến thể nên lây lan nhanh và nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong đối với những người cao tuổi có bệnh nền. Thời gian khởi phát được cho là đầu tháng 7 năm 2020, tuy nhiên đến ngày 25 mới công bố ca nhiễm đầu tiên, đến ngày 28 thì Thủ tướng đồng ý cho cách ly cả thành phố. Và đây là thời gian trùng với kỳ nghỉ hè nên số du khách đến Đà Nẵng rất đông, ước tính từ trong gần trọn tháng 7 có gần 1,5 triệu lượt người đã đến và đi, nên khả năng phát tán ra các tỉnh thành rất rộng và nhanh. Hiện nay đã có hơn 10 tỉnh thành có người lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Ông nói tiếp, tôi thấy chính quyền địa phương bị động, nhưng được Trung ương hỗ trợ nên đối phó nhanh dựa vào kinh nghiệm đợt 1, phong tỏa địa bàn sinh sống của người dân và bị lây nhiễm, cách ly thành phố, di chuyển bệnh nhân nặng từ các bệnh viện nghi là nguồn lây nhiễm sang địa điểm y tế khác. Và các tỉnh đã thực hiện truy vết, khuyến cáo công dân khai báo y tế, tự cách ly, tổ chức test nhanh và xét nghiệm. Hiện nay ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải số đối tượng cần xét nghiệm. Khi biết tin về dịch bệnh bùng phát, khách du lịch cũng bất ngờ lúc đầu, sau đó dồn dập hủy chuyến để rời khỏi Đà Nẵng trước lệnh phong tỏa. Chuyến bay giải cứu số du khách kẹt được thực hiện vào ngày 4 tháng 8. Nói chung, theo tôi, chính quyền các địa phương và người dân không quá lo lắng đối phó với dịch, nhưng không căng thẳng như đợt 1. Còn mối lo về kinh tế thì như thế nào? Ảnh hưởng này về mặt kinh tế ra sao và khả năng Việt Nam đối phó cùng lúc về vấn đề lo chống dịch và lo chống đói, tức là kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, việc làm và thất nghiệp như thế nào? Đây là hình ảnh vào chiều ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán ở tỉnh Quảng Trị cho biết đã thống nhất thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Đông Hà từ sáng ngày 11 tháng 8 trong 15 ngày sau khi phát hiện 4 ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán cùng hàng trăm ca F1. Bà Nguyễn Hoàng Ánh nói rằng viêm phổi Vũ Hán đợt 2 theo tôi có ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế hơn rất nhiều. Các ngành du lịch và dịch vụ hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Các ngành khác chậm hơn nhưng không có ngành nào không bị ảnh hưởng. Do nền kinh tế Việt Nam rất mở nên khi các nước là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và châu Âu, Nhật Bản bị suy thoái thì kinh tế Việt Nam sẽ suy thoái theo. Thất nghiệp sẽ gia tăng rất nhanh chóng, GDP sẽ giảm. Việt Nam vốn được đánh giá là quốc gia lạc quan hàng đầu thế giới, nhưng nếu kinh tế không được cải thiện thì rất dễ từ thái cực này chuyển sang thái cực khác, gây bất ổn cho xã hội. Đạo diễn Song Chi nói tiếp như sau, có câu nói là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột. Các nước Mỹ, châu Âu đã bị dịch nặng hơn Việt Nam nhưng họ giàu, có tiền để hồi phục kinh tế nhanh hơn. Việt Nam còn nghèo, kinh tế Việt Nam lại vốn dựa vào xuất khẩu, cho nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo điện tử của chính phủ từng thừa nhận đại dịch viêm phổi Vũ Hán ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm. Truyền thông nhà nước đã ghi nhận tính đến tháng 6 năm 2020, toàn Việt Nam có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hoặc là nghỉ luân phiên, hoặc là giảm giờ làm, hoặc là giảm thu nhập. Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng rất cao tới 57,3% trên tổng số người bị ảnh hưởng, tức là tương ứng với 17,6 triệu người. Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng đó thì có 28,7 triệu người có việc làm, 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động, tức là không tham gia hoạt động kinh tế. Đây là hình ảnh một chốt kiểm soát phòng dịch trong thành phố Đà Nẵng, các nhà hàng đều đóng cửa. Đà Nẵng đang tính đến phương án mỗi gia đình cách 3 ngày mới đi chợ một lần. Do đó có thể thấy đối với Việt Nam và những nước đang phát triển khác, bài toán để làm sao vừa chống dịch tốt, hạn chế tối đa số người bị lây nhiễm và số người chết, đồng thời vẫn không để cho nền kinh tế bị tê liệt và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao của người dân không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Đây là một bài toán không hề đơn giản và đòi hỏi hai điều, đó là sự đồng bộ, đoàn kết từ trung ương tới các địa phương và ban ngành trong xã hội của mỗi người dân. Và thứ hai là nhà nước phải có kế hoạch. Nhưng từng ngành nghề, địa phương và công ty cũng phải có kế hoạch làm sao để giải bài toán này cùng nhau vượt qua. Ông Phạm Quý Thọ nói như sau là có khoảng lặng hơn 3 tháng, các kịch bản ước tính tác động về kinh tế như tỷ lệ tăng GDP không phù hợp, nay đã có nghiên cứu đưa ra phương án khiêm tốn hơn, như trường hợp xấu khi dịch chậm khống chế thì GDP bằng 1,5%, trung bình 3% và cao có thể lên đến 4% trong năm 2020. Dự đoán thường có sai số và chẳng hề bị phán xét nên chỉ tham khảo. Và những ngành du lịch, nghỉ dưỡng, vận tải và các doanh nghiệp gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu như dệt may, da giày sẽ đói đơn hàng.
và doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ rất khó khăn. Từ đó, làn sóng thất nghiệp sẽ tiếp tục ở mức cao trong các tháng còn lại của năm. Và tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng hơn 4% mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Việt Nam ước tính, theo tôi chỉ dùng để tham khảo. Đầu tư công là một đột phá cho tăng trưởng đang tích cực thúc đẩy, nhưng phải chờ kết quả, hơn thế nữa là hiệu quả. Xuất khẩu phụ thuộc vào tình hình thế giới chống dịch bệnh, nhưng chắc chắn vẫn chưa sáng sủa trong năm nay. Và trên cơ sở phân tích, đánh giá những chính sách trợ giúp, cứu doanh nghiệp, trợ cấp cho người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng đã có từ đợt 1. Từ đó, điều chỉnh bổ sung, đặc biệt, theo tôi, cần chú ý đề ra và giám sát việc thực thi, cũng như các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trục lợi. Còn giáo dục thì bị ảnh hưởng ra sao? Về mặt xã hội, giáo dục có thể bị tác động, ảnh hưởng ra sao, ví dụ như các đợt thi tốt nghiệp phổ thông vào năm học tới ra sao và hướng giải quyết theo quý vị nên thế nào, cũng là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh một điểm thi tốt nghiệp của phổ thông trung học trong đợt cúm Vũ Hán bùng tái phát. Một hiệu trưởng của trường phổ thông trung học ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức thi ở thời điểm hiện tại là không cần thiết, gây tốn kém và áp lực cho cả thí sinh và xã hội. Bà Nguyễn Hằng Ánh nói rằng giáo dục của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, như chúng ta nhìn thấy hàng loạt trường tư vừa qua, kinh tế đi xuống, tiền bố mẹ cho con đi học sẽ ít đi, nên ngay cả ở các trường đại học công lập, số thí sinh thi cũng sẽ sụt giảm. GDP giảm, các khoản đầu tư cho giáo dục không còn như xưa, các quan chức giáo dục cần có chính sách phù hợp. Những điều cần làm đầu tiên là nên bỏ những kỳ thi vô lý hay giảm các nghi lễ phiền phức như khai giảng. Và theo tôi, cần triển khai 4.0 sớm trong ngành giáo dục để ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đạo diễn Song Chi thì nói tiếp như sau, tôi thấy là trong lĩnh vực giáo dục cần có sự phối hợp hành động giữa nhà trường, thầy cô, quan chức địa phương và gia đình. Phải mở cửa trường học như có kế hoạch mở như thế nào, trung học, đại học mở trước, tiểu học mở sau hay mở cùng lúc, toàn bộ hay uyển chuyển, linh động theo nhiều cách. Ví dụ, kết hợp học một phần ở nhà hoặc một phần ở lớp, chẳng hạn một tuần đến trường 3 buổi thôi, luân phiên giữa các lớp, giãn cách trong lớp và giảm số lượng các học sinh bằng cách chia ca, tăng ca và có thể có các lớp học ngoài trời được hay không? Và luôn luôn đảm bảo điều kiện an toàn như mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng có chất sát khuẩn và giãn cách xã hội. Và thi tốt nghiệp phổ thông thì có nhiều ý kiến cho là nên bỏ, nhưng cũng có khó khăn là các đại học sẽ có cơ sở để tuyển chọn nếu tạm thời chưa tính được một cách thức tiêu chuẩn tuyển chọn khác mà phải tiếp tục thi trong năm nay thì phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa. Mỗi trường, mỗi địa phương cần phải ngồi lại tính toán cách thức mở trường lại, đồng thời hạn chế dịch bệnh như thế nào. Dù sao đi nữa, sức khỏe, mạng sống con người vẫn phải quan trọng hơn. Ông Phạm Quý Thọ nói tiếp, sự ảnh hưởng đến lĩnh vực xã hội là không tránh khỏi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có phương án chia hai đợt theo mức độ lây lan của dịch bệnh và Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai giao nhiều hơn cho địa phương, các đơn vị cơ sở đào tạo tổ chức thi, tuyển, chuẩn bị năm học mới nhưng tăng cường giám sát và thanh kiểm tra. Các sự kiện như văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí nên thực hiện như một giai đoạn một vì tính chất lây lan cộng đồng. Và nội dung này cũng được nêu rõ trong các chỉ thị 16, 19 của chính phủ. Rồi, tình hình dịch thế nào thì cũng không nên có một chỉ thị lạc quan hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de hôm nay ngày thứ 3, 11 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam bùng phát viêm phổi Vũ Hán đợt 2, cách ly hàng nghìn bác sĩ, bệnh viện nguy cơ trống rỗng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.